Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung nhức nhối khám chữa bệnh chui, học tiêm filler siêu tốc. Mặc dù ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các địa phương đã tăng cường truyền thông, kiểm tra, xử lý tình trạng đào tạo thẩm mỹ chui, khám chữa bệnh chui, nhưng nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên vi phạm, kể cả người có bằng cấp bác sĩ. Học 3 ngày là có bằng. Đầu tháng 9 năm 2024, theo một bài đăng quảng bá trên mạng xã hội Facebook với nội dung mở lớp miễn phí về tiêm filler, botox, căng chỉ được thực hành trên phẫu mẫu thật, học xong được cấp bằng, phóng viên báo Thanh Niên liên hệ tài khoản Facebook Thơ Ngô đăng tải khóa học để đăng ký. Theo tài khoản Thơ Ngô, tức bà NT Thờ có nick Facebook Thơ Ngô, khóa học kéo dài 3 ngày gồm 1 ngày học lý thuyết, 2 ngày học trên mẫu thật và hoàn toàn miễn phí. Ngày 4 tháng 9, theo lịch hẹn phóng viên đến căn nhà 3 tầng nằm sâu trong hẻm 499 cách mạng tháng 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó căn phòng dạy học lý thuyết ở tầng 1 được bố trí khoảng 10 ghế cho học viên ngồi. Mặc dù nội dung bài đăng trên Facebook là miễn phí, nhưng khi đến đăng ký học, bà Thời yêu cầu đóng 1 triệu đồng, bao gồm các loại phí chứng chỉ, vật tư y tế và tài liệu. Khi vào học, ông TKB, một nhân vật quen thuộc trong giới đào tạo thẩm mỹ chui, tự xưng là thầy dạy tiêm filler, botox. Cơ sở của ông này, cơ sở Green Skin Center ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, từng bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt 120 triệu đồng, đình chỉ hoạt động vào tháng 5 năm 2024. Nhưng vẫn chưa chấp hành. Sau khi bị đình chỉ hoạt động, bà NT Thờ, người làm cùng ông B đã đăng tải lên mạng xã hội các bài đăng cho thuê cơ sở trên. Trong ngày 4 tháng 9, được ông B dạy lý thuyết về cách tiêm filler, botox, meso, căng chỉ cũng như cách xử lý khi khách hàng ngộ độc thuốc tê hay khi xảy ra biến chứng. Theo phần giới thiệu, tất cả người học và giáo viên ở đây đều là tay ngang. Hầu hết người học là các chủ spa đang muốn học về căng chỉ, filler, botox để làm thêm dịch vụ kiếm tiền. Ngoài ra, ông B và bà Thờ còn chào mời học viên mua filler, botox và chỉ căng, máy massage của ông này. Các bạn gặp khách hàng nên tư vấn tiêm botox là cái đầu tiên vì tiêm botox hiệu quả nhanh, đỡ đau, rẻ tiền, ông B nói. Sau đó, người này đã vẽ lên mặt mẫu những vị trí cần tiêm botox để học viên ghi lại. Theo ông B, những vị trí tiêm đó sẽ đẹp và không làm cứng khuôn mặt, chỗ nào thiếu thì tiêm vào. Bất hợp tác với thanh tra sở y tế. Ngày 5 tháng 9, phóng viên báo Thanh Niên và 9 học viên được chỉ dẫn đến một cơ sở khác trên đường Cao Thắng, phường 12, quận 10 để thực hành tiêm trên 10 mẫu. Vì không tìm được mẫu nên các học viên ở đây sẵn sàng nằm xuống để làm mẫu cho ông TKB dạy tiêm. Khi đang dạy học viên thực hành tiêm filler, botox, đang vẽ vị trí tiêm trên mặt thì thanh tra sở y tế thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ vào kiểm tra. Phát hiện từ xa, ông B ngay lập tức tháo găng tay, còn bà Thừa nhanh chóng thu dọn bơm kim tiêm vào túi. Ông B căn dặn học viên khai chỉ học làm hồng vùng kín, chăm sóc da, chứ không học tiêm filler, botox gì hết. Khi thanh tra sở y tế hỏi các học viên đồng lòng bao che cho ông B và khai với cơ quan chức năng rằng chỉ đến đây học làm hồng vùng kín, chăm sóc da và không phải đóng tiền. Dù trên mặt người trả lời còn vết mực vẽ những vị trí chuẩn bị tiêm filler, dù đã được cơ quan chức năng giải thích, ông B trước đây đã từng vi phạm, nhưng những người học ở đây vẫn khai báo không đúng sự thật. Trong số những người học, có cả người mặc áo blues ở tỉnh khác đến. Ngoài việc cấu kết với học viên khai gian dối, ông B, bà Thờ còn không chịu giao nộp các vật dụng y tế trái phép. Ông B chối, hôm nay em không đào tạo tiêm filler, botox, căng chỉ mà chỉ đào tạo làm hồng. Nếu không tin thì anh trích xuất camera, em không có tiêm trích gì hết. Khi thanh tra sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lập biên bản để tịch thu vật tư y tế, kim tiêm, thuốc botox, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc thì bà Thờ giằng co, đây là đồ cá nhân của tôi, mấy anh muốn thu là thu sao, việc của tôi là bán hàng mỹ phẩm có liên quan gì đến ông B đâu mà đòi tịch thu. Mặc dù ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các địa phương đã tăng cường truyền thông, kiểm tra, xử lý tình trạng đào tạo thẩm mỹ chui, khám chữa bệnh chui. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.